Ở xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, có một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Đó là gia đình của chị Nguyễn Thị Tường Vi, sinh năm 1981, và anh Nguyễn Duy Phong, sinh năm 1973, hiện đang ở tạm nhà người quen ở ấp Trường Giang, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành. Anh chị có ba con, trong đó em Nguyễn Gia Khiêm sinh năm 2002 và Nguyễn Ngọc Gia Thư sinh năm 2015 bị bệnh thalassemia, là một dạng bệnh hiểm nghèo về máu. Hàng tháng hai em phải đến bệnh viện thay máu để duy trì sự sống. Vừa qua, Gia Khiêm phải đi nằm viện một tháng vì bị nhiễm trùng máu, chi phí hơn 100 triệu đồng. Gia Thư thì vừa phẫu thuật cắt bỏ một phần lá lách. Trong khi đó, anh Phong làm thợ hồ, còn chị Vi làm thuê, thu nhập không ổn định nên phải đi vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho hai con. Kinh tế đang vô cùng khó khăn. Mọi sự giúp đỡ cho việc điều trị bệnh của hai em Gia Khiêm và Gia Thư vui lòng gửi về số tài khoản ngân hàng Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh 0179 999 99 0027, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt chi nhánh Tây Ninh, ghi rõ tên nhân vật cần hỗ trợ.